xin chào các bạn mình lại chia sẻ cho các bạn cái van mà mình đã chia sẻ trong cái video trước đây tại sao mình lại chia sẻ tiếp như này bởi vì trước đấy thì mình thấy là cũng có khá nhiều người bình luận nói là ông này ông ấy lại bốc phét đây ông này ông ấy chia sẻ một cái van quá đắt mà chả có cái công dụng gì cho trẻ con chưa à, thì đúng thật cái van này nó cũng khá đắt À, nói chung là các bạn ấy bình luận nó cũng có cái lý của các bạn ấy thôi thì mình cũng chỉ cười đây bởi vì thực tế là các bạn ấy chưa phải bỏ tiền túi ra để đền bù thiệt hại hoặc là khắc phục những cái hậu quả khi mà không may chúng ta không có nhà nước nó chảy ra các bạn nhìn thấy ở trên video đây đó là nước nó chảy ra khi mà một nhà đây là một nhà thực tế và người ta mới đi ra ngoài có mấy phút thôi là đã bục đường nước và đã chảy ra lênh láng khi mà trở về một cái là nước ngập hết nhà rồi chảy sang nhà xóm và chảy cả vào thang máy rồi và cái tiền đền bù của họ cực kỳ lớn có khi lên tới hàng tỷ đồng bởi vì thang máy nó đã bị hỏng đó vậy tại sao chúng ta không dùng một thiết bị gì đó để ngăn chặn cái việc này có thể xảy ra thì đây chính là cái thiết bị mà mình đã chọn lựa và vì sao mình chọn lựa nó đó thì là mình sẽ nói cho các bạn kỹ hơn ở trong cái video này cái mục đích mình mua cái van này đó là chuẩn bị lắp cho cái hệ thống đường nước trong gia đình mình các bạn nhé và mình không giới thiệu hay quảng cáo cho bất kỳ một cái hãng hay thương hiệu nào do đó là mình phải lựa chọn rất kỹ để lắp cho gia đình mình và có thế nào mình chia sẻ với các bạn như thế vậy thì mình biết được rằng là có nhiều gia đình khi mà đi ra khỏi nhà kể cả đi ra khỏi nhà cả tuần cả tháng trời điện không hề tắt các bạn nhé vẫn cứ để điện vậy nên là cái nguy cơ cháy nổ rất cao nhất là khi mà chúng ta ở chung cư khi mà nó cháy nổ thì không những ảnh hưởng nhà mình mà còn ảnh hưởng tới hàng ngàn người khác nữa do đó đối với mình thì thói quen đó là khi mà đi ra ngoài là mình đều tắt áp để làm sao cháy cháy nổ. Và cái hệ thống điện đây là cái bảng điện của nhà mình đây các bạn ạ. Mình đã phải thiết kế lại để làm sao khi mà ra ngoài là bất kỳ một ai từ trẻ con tới người già chỉ tắt duy nhất một cái át này thôi. Đây, các bạn nhìn thấy đây. Ngắt khi ra khỏi nhà. Đó là tắt duy nhất một cái át này thôi thì lập tức nó sẽ tắt hầu như là toàn bộ các thiết bị điện, chỉ để lại một số các cái thiết bị mà phải dùng thường xuyên. Ví dụ như đây các bạn có thể nhìn thấy đây. Camera này là mình phải dùng thường xuyên rồi Wi-Fi cũng phải dùng thường xuyên rồi Rồi tủ lạnh cũng phải dùng thường xuyên Có nghĩa là hai cái app này là hai cái app dành cho các thiết bị dùng thường xuyên các bạn nhé Nhưng khi đi ra ngoài chúng ta không phải là ngắt toàn bộ những app này Đó bởi vì trẻ con người già bảo là ôi các con phải phải ngắt từng app này cho bố thì gần như là nó sẽ không biết và mình đã phải thiết kế là những cái cái app này đây này, những cái app này Uh, nóng lạnh rồi các thứ này ổ cắm chiếu sáng điều hòa các thứ này là nó sẽ đấu chung vào một cái app như này và khi mà đi ra ngoài người già người lớn thì chỉ cần ngắt một cái app này thôi. Đấy các bạn nhìn thấy chưa? Ngắt một cái này thôi là nó ngắt toàn bộ những cái này chiếu sáng ổ, ổ cắm này rồi uh, bếp từ này, điều hòa này, nóng lạnh này. Đấy chỉ để lại duy nhất là hai cái ad này đó là tủ lạnh và camera wifi tức là những cái thiết bị nào mà dùng thường xuyên thì chúng ta sẽ đấu một cái đường riêng để nó cấp điện thường xuyên còn nếu như các bạn sửa chữa thì các bạn ngắt một cái ad tổng này là nó ngắt toàn bộ nhưng mà đi ra ngoài chúng ta không cần ngắt ad tổng này bởi vì ngắt ad tổng thì nó sẽ không dùng được camera wifi các thứ đúng không đấy thế nên là khi mà chúng ta đi ra ngoài ấy, có nhiều bạn bảo là okay, cứ mỗi lần đi ra ngoài ngắt như này thì các thiết bị nó hỏng với những tủ lạnh các thứ nó hỏng không cái này là mình đấu đường riêng mà có, có, có phải là đấu đường chung đâu Đây là một đấu đường riêng ra Rồi đầu tiên là về cái hệ thống điện là như vậy rồi Thế vậy tại sao chúng ta đi ra ngoài Chúng ta không thiết kế một cái hệ thống nào đó là ngắt một cái át này Thì lập tức cái đường nước của chúng ta nó cũng sẽ ngắt luôn cho chúng ta Đúng không? Bởi vì nước các bạn nhìn thấy video vừa rồi là nó nước nó tràn lênh láng là cũng cực kỳ nguy hiểm Đèn bù rất nhiều luôn Đấy thì chính vì thế là mình phải mua một cái van như này và mình sẽ đấu cái van này vào cùng với cái hệ thống cái áp ngắt ra khỏi nhà này và cái, cái 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 tủ điện này cái tủ điện này là nó ngay ở cửa nhé các bạn nhé đây là cửa ra vào này. nó ngay ở cửa luôn đó khi mà các bạn ra ngoài cái các bạn ngắt một cái thì nước ngắt điện ngắt luôn có phải nó tiện hơn rất nhiều không rồi lúc đấy thì mình cũng vừa mới chia sẻ cho các bạn cái mục đích sử dụng của mình là như vậy có nghĩa là khi mà đi ra khỏi nhà mình ngắt điện một cái chỉ cần ngắt một cái áp duy nhất là ngắt điện thì đồng thời cũng là ngắt nước luôn và để làm sao trẻ con người già cũng đều có thể là dùng được vậy cái tiêu chí để mình mua một cái van phục vụ cái mục đích đấy là gì? Thì mình sẽ có ba cái tiêu chí các bạn nhé. Tiêu chí đầu tiên đó là phải đơn giản, dễ sử dụng mà trẻ con, người già cao tuổi, người ta không am hiểu gì cũng có thể sử dụng được. Cái tiêu chí thứ hai đó là hoạt động ổn định và cái độ bền nó cũng phải tương đối một chút. Và cái tiêu chí thứ ba là giá thành hợp lý. Ở đây là mình nói giá thành hợp lý có nghĩa là không đắt quá và cũng không rẻ quá, bởi vì các cụ nói rồi, à, tiền nào của đấy thôi. Cái tiêu chí đầu tiên đó là đơn giản dễ sử dụng. Mà đơn giản dễ sử dụng thì tốt nhất là không dùng công nghệ Các bạn bảo là ôi cái giá tiền khoảng 700 nghìn ấy Thì có thể mua được cái van wifi tự động đóng mở Ok nó tự động đóng mở đấy Nhưng mà phải dùng wifi, phải dùng app Rồi các thứ khi mà đi ra ngoài phải mở app Mà trong khi đấy trẻ con thì làm gì có điện thoại Người lớn thì lại không dành công nghệ Thế thì làm sao mà, mà, mà bật vi tắt được Rất chi là rách việc đúng không Thế nên là cái, cái wifi nó không phù hợp Trong khi đấy với cái van này thì nó hoạt động cực kỳ đơn giản khi mà các bạn cấp điện có nghĩa là khi các bạn về nhà các bạn bật điện lên thì van nó sẽ tự mở nước ra cho chúng ta. Đây, các bạn nhìn thấy đây, mình cấp điện này. Thì các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, van nó đang mở nước ra. Và nó mở hoàn toàn luôn. Bởi vì nước gia đình chúng ta không cần thiết là phải mở ở một cái góc độ bao nhiêu cả. Cái van này nó có loại có thể là điều chỉnh được góc độ mở, nhưng mà gia đình chúng ta chỉ cần mở to và mở nhỏ thôi. Đấy, còn nếu mà các bạn điều chỉnh góc mở thì các bạn sẽ dùng một cái van bằng tay các bạn sẽ cố định ở một cái góc này đấy thôi. Còn cái van này là đóng mở nước thôi. Rồi khi mà đi ra khỏi nhà như lúc nãy mình chia sẻ với các bạn là các bạn ngắt một cái app duy nhất thì mất điện đúng không ạ? Thì mất điện thì cái đây, mất điện đây. Các bạn nhìn thấy chưa? Mất điện đấy, nó tự đóng đây. Thế nhưng mà nếu như các bạn sử dụng van wifi nhé, nếu như cái loại van rẻ tiền dưới 1 triệu thì các bạn mất điện nó sẽ không tự đóng đâu bởi vì nó đâu có nguồn điện nào để nó cấp cho cái cái motor bên trong nó chạy. Nhưng mà nếu các bạn muốn có cái motor bên trong chạy mà dùng cả wifi nữa thì các bạn phải mua tới hơn 1 triệu bạc, rất đắt luôn trong khi đấy cái này nó có mấy trăm ngàn thôi. rồi có nhiều người thì bảo là ông cần gì phải bỏ tiền ra mấy trăm ngàn để mua một cái van như này đi ra ngoài thì cứ khóa đường nước lại là xong thôi. Ờ, ok mình đồng ý nếu như mà cái đường nước của chúng ta nó ở dưới đất và tất cả người già trẻ con đều khóa được. thế nhưng mà nếu như các bạn ở chung cư đấy đường nước đấy nó ở trên trời này các bạn này đây tay với còn còn trả tới này muốn với được lên thì đây các bạn phải trèo lên thang nhé thang lúc nào cũng phải sẵn sàng trèo lên mở nắp với đó con nhìn thấy chưa với cái van nước kìa phải với lên đấy trẻ con nó có với được không người già có với được không đó là cái vấn đề đấy thế nên là tại sao mà chúng ta nên dùng cái van như này, này đó mà trong khi đấy là cái nguy cơ của nhà chung cư là nước dò và thiệt hại rất lớn so với nhà mặt đất nên là chúng ta nên dùng còn nếu như các bạn mà có cái cái chỗ mà hệ thống van uh, bằng tay nó để ở dưới tầm rồi thì các bạn cũng không cần mua đâu nhé cái tiêu chí thứ hai đó là cái độ ổn định của cái van và cũng như là cái độ bền của cái van thì về cái độ ổn định thì mình test cái van này cũng khá ok test khá nhiều lần rồi từ khi mà nhận hàng về là mình cũng test cái van này cũng khá nhiều rồi thấy là hoạt động cũng khá ok đấy còn cái mạch bên trong rồi cái bánh răng bên trong thì các bạn sẽ xem trong cái video trước rồi mạch thì mình thấy là ok mạch phíp thủy tinh chất lượng linh kiện khá ok đối với bánh răng chuyển động thì là bánh răng hoàn toàn bằng kim loại Đấy, bởi vì cái van này các bạn dùng xong một thời gian ấy, cái van bi này là nước nó sẽ bị két và cái vặn mở bi nó sẽ hơi nặng. Dẫn đến là cái động cơ và cái hệ thống truyền động ở bên trong nó phải khỏe để nó đóng mở được cái viên bi này. Nhưng mà nếu mà chúng ta dùng bánh răng bằng nhựa thì cái lực nó kéo lớn và nó có nguy cơ gãy mòn bánh răng nhựa rất cao. Các bạn muốn rẻ tiền, các bạn có thể là mua cái loại nó khoảng 4 đến 500 ngàn. Cái này những thứ 700 ngàn cơ. 4 đến 500 ngàn thì bánh răng bên trong là toàn bánh răng nhựa các bạn nhé. Hơn nữa với cái van điện này thì nó tiêu thụ điện cực kỳ thấp các bạn nhé. Ở đây này, thứ nhất là cái điện áp nó dùng có 9 đến 24V. Thì các bạn có thể là dùng 9V cũng được hoặc là 12V cũng được. Nó nằm trong cái khoảng đấy là ok hết. Nó cũng có loại 220 nhưng mà mình khuyên các bạn nên mua cái loại mà dùng điện một chiều DC này thôi Và chúng ta chỉ cần thêm một cái adapter Một cái adapter này thì các bạn nhỉ có thể dùng ngay những cái adapter của cái wifi ấy Hoặc là của mạng ấy Bởi vì cái adapter của mạng nó cực kỳ bền Các bạn thấy là cái adapter của mạng ấy nó cắm 24 trên 7 Có nghĩa là cắm năm này sang năm khác nó cực kỳ bền luôn Đấy ví dụ như cái này của TP Link mình có một cái TP Link cũ này Và cái này các bạn nhìn thấy nhé, Đây này cái này là 9V 0.6A 0,6A Có nghĩa là cái công suất của cái cục sạc này cực kỳ thấp luôn mà hôm video trước thì mình cũng test cho các bạn là cái cái van này nó ăn điện cũng cực kỳ thấp luôn nó chỉ có 0,1A là lớn nhất thôi còn sau khi mà nó đóng mở hoàn toàn xong rồi thì nó chỉ ăn 0,02A như vậy là cái adapter 0,6A này của TP-Link này thoải mái cung cấp cho cái này nhá cái này vừa bền mà cái này tiêu thụ điện cũng ít cái thiết bị điện nào mà tiêu thụ điện càng ít thì cái độ bền của nó càng cao các bạn nhé ở trong này nó dùng một cái siêu tụ để nó thay thế pin thì mình khẳng định với các bạn là siêu tụ về cái độ bền nó cao hơn rất nhiều so với pin và nếu như pin thì các bạn sử dụng sau một thời gian đấy thì nó kể cả không sử dụng nó cũng bị chai dần chai dần nhưng mà siêu tụ thì cái độ bền nó sẽ cao hơn rồi tiêu chí thứ ba mà mình muốn chia sẻ với các bạn đó là giá tiền nó phải hợp lý. Ở đây mình coi trọng cái giá hợp lý, hợp lý có nghĩa là cái giá thành nó phải phù hợp với cái tính năng và cái chức năng của nó mang lại. Còn nếu các bạn mà muốn cái loại nó rẻ hơn thì đây, mình sẽ cho các bạn xem này, các bạn có thể tìm trên trang thương mại điện tử này. Đây nhá, đây chính là cái van này nó cũng là cái loại 2 dây, 2 dây nó giống với cái van này 2 dây, chỉ cần cấp nguồn vào là mở còn rút nguồn là đóng thì cái loại này tương tự các bạn nhìn thấy đây, giá thành của nó ví dụ như là van 27 đây, van 27 thì giá của nó rơi vào khoảng 500 hơn 500. Đó, rẻ hơn cái van của mình mua là khoảng gần 200. Thế nhưng mà cái van này là cái van kém chất lượng các bạn nhé. Đây, cái van này. Van này bánh răng bên trong hoàn toàn bằng nhựa các bạn nhé. Bánh răng hoàn toàn bằng nhựa. Vậy thứ hai nữa là cái đồng. Cái này, cái thân van nó làm bằng đồng, đồng kém chất lượng thì cái này là tùy các bạn thôi các bạn mua cái nào cũng được không có vấn đề gì cả bởi vì mình không bán hàng còn nếu các bạn muốn một cái thiết bị mà nó có thể gạt luôn cái van sẵn có của mình thì các bạn có thể mua một cái van nó tương tự đây như thế này đấy các bạn đây đây là cái van này đấy van này nó sẽ làm sao khi mà có điện này đấy, thì nó đóng cho các bạn đây các bạn. các bạn lắp luôn vào cái van nước của nhà chúng ta cái van tay gạt này Thế nhưng mà cái trường hợp này thì mình thấy là nó cũng không ổn lắm bởi vì làm sao đây là nó lắp ghép chế cháo vào đấy. thì nó sẽ không được ổn định hoặc nó không được bền bằng. Đấy. Nên là giá thành nó cũng sẽ rẻ hơn. Thế giá thành nó cũng rẻ hơn, nó có khoảng 3 400 ngàn thôi. Nhưng mà cái này nó phải có điện, nó cứ chạy các bạn nhé. Nếu các bạn mất điện thì nó không có cái nguồn cấp ở bên trong đâu. Nên là nó sẽ không chạy. Đấy. Nhưng mà trong cái đấy mục đích của mình là cần phải làm sao? Mất điện nó cũng phải tự đóng lại được thì tự đóng lại được thì bắt buộc nó phải có hai cái một là phải có lò xo ở bên trong hai đó là sẽ phải có một cái nguồn điện như pin hoặc là siêu tụ tích ở bên trong thế là tại sao mà những cái van mà nó có tự đóng được thì nó thường đắt hơn một chút bởi vì nó có thêm pin hoặc là siêu tụ Ok nếu như các bạn muốn một cái thiết bị mà nó xịn sò hơn có cả wifi thì đây đây các bạn nhìn thấy đây, đây đây cái này có wifi nhé đây các bạn nhìn thấy nó nó có tương tự như cái của mình không đây cái cục này nó hoàn toàn tương tự như cái thiết bị mà mình mua đây này đây này, đúng chưa nó hoàn toàn tương tự nhưng mà nó tích hợp thêm cả wi-fi này cả pin bên trong và các bạn nhìn thấy nó có thể là điều khiển bằng app và, và điều khiển góc mở nhé nhưng mà thực tế thì với cái ứng dụng của mình như lúc đầu ấy, là mình đâu cần phải điều khiển góc mở đâu và chỉ cần làm sao đóng mở nước khi mà ra khỏi nhà khi mà ngắt điện thôi nhưng mà cái giá thành của cái này đấy các bạn nhìn thấy đây thấp nhất là một triệu 790.000 đây phi 27 là 1 triệu 790.000 nhé là các bạn thấy không nó đắt hơn so với cái này tới tới hơn hai lần gần ba lần đây, thì tùy thôi thì các bạn mua cái nào cũng được Ok mình cũng vừa mới chia sẻ cho các bạn cái mục đích mà mình mua cái van như thế này Nói chung là mình cũng không giới thiệu hay quảng cáo được gì Cái này là mình mua mình sử dụng cho gia đình để mấy hôm nữa à, Mình chờ một cái đồng hồ đo lưu lượng về sau đó là mình lắp vào cái hệ thống nước của nhà mình rồi mình sẽ review lại cho các bạn nhé ok cảm ơn các bạn hẹn gặp lại các bạn trong các video sau